Sáng nay 22 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đồng chủ trì cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến để chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Việt Nam và lãnh đạo nước ngoài qua truyền hình trực tuyến. Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern về nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand lên tầm đối tác chiến lược được đưa vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa New Zealand trở thành đối tác chiến lược thứ 17 của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác chiến lược đầu tiên của New Zealand. Quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa khuôn khổ giao lưu và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và New Zealand vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi nước cũng như của khu vực và trên thế giới. Để dẫn dắt và định hướng cho việc tăng cường quan hệ, Việt Nam và New Zealand cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị song phương thông qua trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao trên các kênh đảng, quốc hội và chính phủ, đặc biệt là tiếp xúc định kỳ giữa hai thủ tướng và cơ chế họp thường niên giữa các bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng thương mại và bộ trưởng quốc phòng được tổ chức tại mỗi nước hoặc bên lề các hội nghị đa phương theo hình thức trực tuyến. Với Việt Nam, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với New Zealand sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác với các quốc gia tầm trung, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, nhất là ASEAN và APEC. Quan hệ đối tác chiến lược sẽ tạo ra khung khổ và xung lực hợp tác mới giữa hai nước, góp phần tăng cường tin cậy về chính trị, gia tăng đan xen lợi ích. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và khu vực, ở cả kênh chính phủ và kênh quốc hội. Khẳng định lại cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN cũng như vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, mang tính mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ, được xây dựng dựa trên nền tảng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, bảo vệ chủ quyền và lợi ích của tất cả các quốc gia, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. New Zealand một lần nữa nhấn mạnh ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tại cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến, hai bên đã công bố 4 văn kiện hợp tác quan trọng đã được ký trong lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giáo dục và lao động. Chỉ 2 tháng sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, New Zealand đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và vào năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện đang có khoảng 3.000 sinh viên Việt Nam học tại New Zealand. Thưa quý vị, tuyên bố chung giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern về nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand lên tầm đối tác chiến lược được đưa ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hoạt động này đã đưa New Zealand trở thành đối tác chiến lược thứ 17 của Việt Nam, còn Việt Nam thì là đối tác chiến lược đầu tiên của New Zealand. Và nhân sự kiện quan trọng này, phóng viên của Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews về những điểm nhấn đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Xin Đại sứ cho biết những điểm nhấn chính trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 45 năm qua. Tôi sẽ nhấn mạnh về 3 lĩnh vực là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam. Đầu tiên là hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Trên thực tế, thương mại song phương giữa hai nước chúng ta khá đồng đều. Giá trị nhập khẩu các sản phẩm từ Việt Nam và New Zealand cũng tương đương với giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ New Zealand vào thị trường Việt Nam. Chúng ta đều là thành viên tích cực của Hiệp định CPTPP và trước đó là Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand. Chúng ta có những khung hợp tác trong lĩnh vực thương mại rất vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy kinh tế. Điểm sáng thứ hai chính là giáo dục. Hàng năm chúng tôi đón một số lượng lớn học sinh sinh viên Việt Nam đến New Zealand du học. Hàng năm có khoảng hơn 2.700 học sinh sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại New Zealand. Rộng hơn nữa, chúng ta đang được chứng kiến ngày càng có nhiều các trường của New Zealand có những chương trình hợp tác cùng các trường tại Việt Nam. Ngoài ra còn có rất nhiều sáng kiến giáo dục khác mà chúng ta đều đang cùng hợp tác. Thứ ba, tôi muốn nhắc đến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là ngành thế mạnh của New Zealand và chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm đó với Việt Nam. Việt Nam tự hào có nền nông nghiệp phát triển và các bạn có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược sẽ mở ra những hướng đi mới nào cho hợp tác hai bên? Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã ký kết 4 văn kiện hợp tác quan trọng để đón chào tuyên bố nâng cấp quan hệ hai quốc gia lên đối tác chiến lược. 4 văn bản hợp tác rất thiết thực nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục,
thành lập hệ thống chứng nhận điện tử cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản, tài chính và giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng. Tôi hy vọng những hợp tác trong lĩnh vực nói trên sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Lãnh đạo hai nước chúng ta cam kết sẽ tăng cường nhiều chương trình đối thoại cấp cao, tiến hành trao đổi thường xuyên tại cấp bộ trưởng. Với các cấp làm việc, chúng ta sẽ có nhiều chương trình đối thoại trong các lĩnh vực khác nữa. Hôm nay là một ngày vui, nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội triển vọng hợp tác khác. Cảm ơn những chia sẻ của đại sứ. Thank you so much for your sharing.